Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì có khui thùng cây đàn SS700 cho chú và anh Ben ở Tây Ninh và đã cài đặt xong rồi. Bây giờ sẽ tiến hành đưa ra xe và cháu hiện cảm ơn chú và anh rất nhiều đã lên đây ủng hộ cháu. Cháu cũng hỗ trợ nhiệt tình nguyên buổi trưa rồi. Cháu cảm ơn chú nhiều. Chú có thể chia sẻ thêm một vài điều với mọi người. Cũng có rất là nhiều cửa hàng bán. Nhưng mà có một cái là tôi rất tin tưởng ngay cái chỗ chú Thiện là rất là nhiệt tình. Rồi đó là hướng dẫn tận tình này cái nọ. Giá cả cũng phải chăng. Tôi chấp nhận được. Tôi từ Tây Ninh thì xuống dưới này thì đã tìm hiểu nhiều cửa hàng lắm. Nhưng mà có một cái có cửa hàng này là chú bán đối với khách hàng đó là vui vẻ, giá cả phải chăng, nhiệt tình. Vấn đề đó là chế độ bảo hành nghiêm chỉnh, không có đến đổi mà chằng chịt như cái chỗ khác. Thì là cây đàn này thì vừa với túi tiền, thì là về cho cháu nó đi làm. Nó rất là hợp lý. Thì là tôi cũng mong cho khách hàng là quan tâm chú ý đến hỗ coi như là ủng hộ cửa hàng của chú Thiện. Tôi xin cảm ơn. Cháu cảm ơn chú nhiều. Cuối cùng cháu cảm ơn chú và cảm ơn anh đã ủng hộ. Bây giờ cháu tiến hành đưa ra xe luôn. Em lấy chai nước đó nhờ. Em bỏ vô cái bịch để cho chú trên xe để có gì chú xịt uống rồi anh Ben. Lấy nón rồi ra xe luôn, em khiêng ra luôn cho. Đây, ra xe luôn. Quá đẹp trai luôn anh Ben ơi, về lên YouTube coi Thiện nha. Nhớ theo dõi có anh em nào giới thiệu Thiện được họ. Để đây đi. Này đem đẩy xe ra cho. Rớt khẩu trang chú ơi. Rớt khẩu trang của chú. Có kết bạn Zalo gì à, cứ gì anh không hiểu thì anh cứ quay qua nha. Cái chức năng nó khác lắm, với lại em cũng có clip hướng dẫn SS700 nhiều lắm. Bao có này rảnh chưa? Rồi hả? Dạ. Mình để ngang mình đi cũng được, mình đi từ từ thôi. Dạ. Nên là mình mua mới giờ có cái thùng nó vui. Giờ khui ra. Dạ. Mọi người mà có nhu cầu tham khảo đàn 1 gram có thể liên hệ Thiện nha. Số 0973675251. Thiện có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà và có đầy đủ các dòng đàn cho mọi người tham khảo luôn, cũ mới. Mà cái alo Thiện, chỉ cần đặt cọc là Thiện ship hàng về tận nhà cho mọi người luôn. Rồi anh lên đi em khiêng ra cho. Cái này để vô lưng chứ. Chứ không là cái đúng rồi, cái này để vô lưng. Rồi chú ngồi thoải mái chưa? Anh gác lên đùi luôn, lâu lâu rồi mình xả xuống cho dễ. Lùi ra một xíu cho chú ngồi cho thoải mái cũng được. Đúng rồi, anh gác chân lên luôn đi. Được không? Rồi. Ok, anh đi chú đi cẩn thận nha. Bên này nó ngắn hơn nè. Cho nó quang xíu. Đúng rồi. Rồi ok đó, chú đi cẩn thận nha. Dạ, con chào chú, chào anh. Rồi, xin chào mọi người nha.